Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn đến buổi ngày hôm nay em có ăn bộ mẹ con bô xin nha. Bô xin con mẹ này đẻ lứa này lứa thứ hai nha cô chú anh chị. Ông con được gu nha, được bô xin luôn nha. Mẹ này rất là tốt luôn cô chú anh chị nha. Mẹ này chân móng là hoàn thiện nha, đúng rồi, đúng đẹp hay đúng chiều chứ trước luôn nha cô chú anh chị. Chân móng lòng hoàn thiện cô chú anh chị, không có xe không xuống cuốn xuống bụng hết nha. Bò này em bao tật lỗi cho cô chú anh chị. Bộ mẹ con bô xin nha, con cũng được bô xin luôn nha, được bô xin để em hoàn quay cho cô chú anh chị thấy rất là tốt luôn. Xe lưng chính nha cô chú anh chị, xe mặt chính luôn nha cô chú anh chị. Đây, cái mặt này. Mặt rất là cục, bò này ăn uống rất là tốt cô chú anh chị. Con mẹ này đẻ lớn này lứa thứ hai luôn chú anh chị. Nó con đực đực này chắc khoảng 3 tháng 3 tháng rưỡi à. Nó con mẹ lên giống rồi. Giống lại mà chưa có cấy rồi. Mẹ. Rất là tốt luôn. Con mẹ này lứa thứ hai luôn chú anh chị. Bò này chân móng hoàn thiện nha, không có ấp xe, cô không xuống cúng xuống ruộng gì hết nha. Bò này em bao tật lỗi nha. Con này, cô chú anh chị thấy không, uống nút luôn, con đực rất là đẹp luôn nè, đã không cô chú anh chị nhìn không. Bò này cô ai mà vừa mua về mình để đây rất đẹp rồi, cực kỳ luôn nha, dài đòn mà xương sóc rất là to cô chú anh chị. Dẹp chân lưng nữa nè, chú anh chị nhìn chân lưng nữa không, hết biết chưa, bò đực rất là tốt luôn, được cưu nha. Cô cơ cô chú nhìn thấy không, yếm là lệch phạt luôn nha, mình mua về để mình để rất nọc rồi rất là tốt nha. Mẹ đây ăn uống này cô chú nhìn thấy nó ăn uống nè, uống nó đã không, chân lưng nè cô chú chị nhìn nè, hết biết chưa. Bò này được 3 tháng rồi cô chú anh chị, 3 tháng lót mới vài ngày, con rất đẹp luôn, xương sóc rất là to của chú anh chị nhìn nè. Mẹ này rất là mát sữa nha chú anh chị. Con nó mình nó ướt mà chứ không có bị gì nha chú anh chị. Con rất là tốt luôn. Đứt da dài đòn mà con bò này bò bô xin mà lưng đôi luôn chú anh chị nha. Những cái lưng đó nè. Mắt tiếc chưa? Rất là tốt. Rồi bò có đẻ rồi thì em sẽ bảo hành cô chú chị mình trong vòng 3 tháng, nếu nó có lòi hay lú gì đấy em sẽ chở bò về và tiền cho hoàng đầy đủ cho cô chú anh chị mình nha. Bò được rất là tốt, xương sóc rất là to cô chú anh chị, yếm là lệch phạt luôn. Bò mình nuôi về mình để rất nọc rồi hết lần luôn á, bò này đúng mẫu luôn, đúng mẫu đúng chứng luôn. Mẹ đây, mẹ này để lứa thứ hai cô chú chị, má hai con à, một con nè, rất má sữa luôn. Thì bò có đẻ rồi em sẽ bảo hành cho cô chú anh chị mình trong vòng 3 tháng, nếu không có lòi hay lú gì em sẽ chở bò về và tiền sẽ hoàn đầy đủ cho cô chú anh chị mình nha. Con bò này không có lan chạ gì hết nha cô chú anh chị, em bao tật lỗi nha. Sái tích là nghiêm chỉnh hết nha cô chú anh chị. Bộ mẹ con, bộ mẹ con này có giá là 29 triệu cô chú anh chị, 29 triệu là giá tại chuồng nha. 29 triệu. Bò đúng rồi, rất là nới cô chú anh chị. Bộ mẹ con bò đực mà có 29 triệu à. Mẹ nó lên giống nha cô chú anh chị, nhưng mà đang bán thì em không có cái giác nọc đó. Mẹ bộ mẹ con này có giá là 29 triệu thì bò để rồi em sẽ bao cho cô chú chị mình trong 3 tháng, nếu có lội hay lú gì á cô chú chị mình em sẽ chở bò về thì hoàn tiền đầy đủ cô chú chị mình nha. Bò này cũng yếm rất đẹp luôn,
cuốn chiều này tới yếm luôn, cô chú chị nhìn thấy không, rất là tốt luôn. Rồi nãy giờ cũng như em đã cập nhật thông tin cũng như hình ảnh của bộ mẹ con này rồi, nếu cô chú chị nào cảm thấy thích để mua gì phát triển kinh tế thì alo em, số điện thoại em để trên màn hình. Thì đến đây em cũng xin kết thúc video tại đây nha, em xin đăng ái kính chào và hẹn lại những video tiếp theo nha.